năm 2021, cuộc thi sơ đồ tư duy quốc gia lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Thay mặt cho Trung ương Hội Nhà Việt Nam, tôi xin chúc mừng cho tổ chức Trí nhớ Việt Nam và Viện Kỷ lục Việt Nam đã đàm phán thành công để đưa cuộc thi Mind Map thế giới lần đầu tiên về Việt Nam. Mind Map, tiếng Việt gọi là sơ đồ tư duy. Phương pháp này giúp cho các em học sinh học nhanh, học nhẹ nhàng và nhớ lâu dựa trên việc kết hợp giữa từ khóa, màu sắc và hình ảnh. Cuộc thi Mind Map lần đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 18-19 tháng 12 năm 2021. Đây là sân chơi sáng tạo hữu ích cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Sẽ có 36 giải thưởng dành cho 12 khối lớp. Giải nhất 10 triệu đồng, giải nhì 8 triệu đồng, giải ba 5 triệu đồng,